Vâng, Ngõ Vắng Xôn Xao của nhạc sĩ Trần Quang Huy, và một cái âm thanh rất là trong sáng, rất là tươi vui và có thể nói là rất là đều về màu âm. Và mặc dù cái đàn này là một trong những cây đàn cũ của thương hiệu Yamaha, nhưng dù là cũ đi chăng nữa nhưng Yamaha vẫn luôn luôn là một thương hiệu thực sự đã được khẳng định và có màu sắc âm thanh rất là đẹp. Vâng, chi phí tiết kiệm, âm thanh hay, đó là sự lựa chọn của cây đàn này. Vâng, bây giờ tôi sẽ thử toàn bộ phím để các bạn cùng xem. Tôi muốn nói thêm một chút là tôi đã bắt đầu học đàn piano với cái đàn của Pháp cổ, và cái đàn Pháp cổ khi ngày xưa người Pháp mang sang Việt Nam rồi để lại, và một cái đàn có thể nói là cây đàn này vẫn mới gấp 10 lần cây đàn đó và tôi vẫn học được. Và vì vậy các bạn đừng sợ cái độ cũ của nó mà hãy tin chắc rằng nó vẫn dùng 40 năm nữa tốt. Cảm ơn các bạn.